Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May Mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt đang ngày càng phát triển và được lưu giữ thành những giá trị tốt đẹp, đó là phong tục uống nước nhớ nguồn, thờ cúng ông bà, tổ tiên. Bàn thờ tổ tiên chính là nơi để con cháu nhớ ơn những người đã khuất và hy vọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bàn thờ càng sạch sẽ, gia chủ càng có nhiều phước báu. Theo đó mà nhiều người thường băn khoăn có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy May Mắn sẽ cùng quý vị và các bạn cùng đi khám phá ý nghĩa thật sự của việc có nên lau chùi bát hương thường xuyên hay không. Từ đó sẽ giúp quý vị giải đáp được thắc mắc của bản thân và có thêm được những thông tin hữu ích. Trước khi nghe kênh Phong thủy May Mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Trước khi tìm hiểu về việc có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không, thì quý vị hãy cùng kênh Phong thủy May Mắn tìm hiểu ý nghĩa của việc thờ cúng tổ tiên để hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán của nước Việt ta. Trong mỗi gia đình người Việt, vị trí cao giáo và sạch sẽ nhất sẽ là nơi đặt bàn thờ gia tiên. Từ lâu, bàn thờ gia tiên đã trở thành nét đẹp tâm linh trong nền văn hóa người Việt. Nơi đây chính là nơi để con cháu có thể nhớ về những người đã khuất trong họ hàng, tổ tiên, cũng như nhớ về công ơn sinh thành. Chẳng ai có thể biết rằng bàn thờ gia tiên đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng luôn có mặt trong một nếp sống, mọi văn hóa lịch sử và trong cả những câu chuyện xưa để lại. Bàn thờ là nơi linh thiêng, hội tụ linh khí của cõi âm và cõi dương, nên luôn được con cháu thờ cúng một cách trân trọng. Đây cũng chính là nơi để mỗi người hướng về cội nguồn và lẽ sống tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, bàn thờ cũng chính là nơi để con cháu gửi gắm những hy vọng về may mắn và bình an trong cuộc sống. Có thể nói, bàn thờ mang một ý nghĩa trọn vẹn về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đây cũng là sợi dây kết nối giữa những người sống và những người đã khuất. Đồng thời, cũng là sự kết nối với quá khứ và hiện tại cho đến tương lai. Đây cũng chính là nơi để chúng ta có thể thể hiện được sự hiếu thảo, biết ơn và thể hiện được tín ngưỡng của việc thờ cúng. Dù bàn thờ đơn giản hay là những mẫu bàn thờ cầu kỳ đều có những chuẩn mực mà con cháu cần phải tuân thủ. Như đã đề cập ở trên, bàn thờ là vị trí linh thiêng trong mỗi gia đình và cũng là nơi mang lại những điều may mắn và tài lộc cho gia chủ theo quan niệm tâm linh của người phương Đông. Chính vì thế mà việc lau chùi bàn thờ không được tiến hóa qua loa, đại khái mà cần được thực hiện đúng cách và thể hiện được tấm lòng tôn kính của gia chủ đối với bề trên. Trong quá trình lau chùi, nếu phạm phải những điều cấm kỵ, gia chủ sẽ dễ gặp phải những điều kém may mắn. Theo đó, với sự quan trọng này mà không ít người đã và đang học cách dọn dẹp bàn thờ sao cho đúng phong thủy và cẩn thận nhất. Trong đó, có nhiều người thắc mắc có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Thực tế, có nhiều người quan niệm bàn thờ càng sạch càng thể hiện được sự hiếu thảo của gia chủ. Từ đó, tăng thêm nhiều tài lộc và phước báu cho các thành viên. Tuy nhiên, các nhà phong thủy cho rằng bạn chỉ nên lau chùi và dọn dẹp bàn thờ khoảng 2 đến 3 tháng một lần. Trong quá trình lau chùi, bạn nên nhớ không nên lau chùi tổng thể mà chỉ nên lau chùi bao sái bàn thờ. Việc lau chùi tổng thể chỉ nên tiến hành 1 năm một lần. Lau sái bàn thờ là cách nói của nhà Phật để chỉ về việc lau dọn bát hương vào dịp cuối năm hoặc vào ngày 23 hàng tháng. Bạn cần lưu ý là không lau bàn thờ với tần suất liên tục. Bạn cần lưu ý là không lau bàn thờ với tần suất liên tục vì đây là khu vực đặt bát hương, là vị trí hội tụ linh khí của cõi âm và dương. Do đó, bạn nên hạn chế xê dịch để ảnh hưởng đến bề trên và đem đến những điều không may mắn. Chính vì thế, khi thắp hương bạn chỉ nên vệ sinh bàn thờ sao cho sạch sẽ và không dính bụi bẩn là được. Điều này cũng đã giúp bạn thể hiện được tấm lòng của mình đối với tổ tiên và các vị Phật trong gia đình. Vậy lau bàn thờ như thế nào mới là đúng chuẩn? Việc vệ sinh bàn thờ tưởng như là điều đơn giản nhưng đã ẩn chứa nhiều vấn đề tâm linh sâu sắc. Bởi vậy, các gia chủ đều nên hết sức cẩn thận trong quá trình lau chùi bàn thờ
để tránh tình trạng phật ý và đem đến những điều kém may mắn cho gia đình. Bên cạnh việc tìm hiểu câu hỏi có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên, bạn cũng nên biết cách vệ sinh bàn thờ đúng chuẩn. Trước khi tiến hành lau chùi bàn thờ, bạn nên tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ những bụi bẩn trên cơ thể, đem đến sự trong sạch nhất. Đối với những ngày bình thường, không phải dịp cuối năm, bạn chỉ nên lau sạch đồ cúng trên bàn thờ như đèn, chân nến mà không cần phải làm sạch toàn bộ. Trong khi lau dọn, bạn không nên di chuyển bát hương. Đây là điều tối kỵ mà bạn cần phải ghi nhớ. Theo quan niệm tâm linh, đây là nơi trú ngụ của những người đã khuất, nên khi di chuyển sẽ làm kinh động đến thần linh và khiến bề trên phật ý. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình lau dọn bát hương, bạn nên nhớ không nên lau bằng nước lạnh mà nên sử dụng nước bao sái bàn thờ. Nước bao sái chính là loại nước mà được pha trộn từ các loại thảo dược khác nhau, cụ thể như đinh hương, bạch đàn, quế, hồi và gỗ vang để làm sạch bàn thờ. Nếu như bạn không tìm được các dược liệu này thì bạn có thể dùng rượu pha cùng với vài lát gừng để hiệu quả làm sạch đồ cúng được cao hơn. Để có thể có được nước lau sái thích hợp trên bàn thờ, bạn chỉ cần cho 5 loại thảo dược vào trong một bình chứa và tiến hành đun sôi. Sau đó, bạn hãy để nước ấm ấm rồi dùng khăn sạch để lau bàn thờ. Dựa vào kích thước và diện tích của gian thờ mà bạn có thể pha chế được lượng nước khác nhau. Trong khi lau chùi, bạn nên hết sức cẩn thận và hạn chế xê dịch các đồ cúng trên bàn thờ, đặc biệt là bát hương. Theo quan niệm xưa, ông cha ta thường cho rằng bát hương càng có nhiều chân thì càng thể hiện được tài lộc dành cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng chân nhanh quá nhiều, bạn nên rút bớt để bàn thờ luôn được sạch sẽ và tránh được tình trạng hỏa hoạn. Sau khi bàn thờ đã được lau dọn, bạn cần tiến hành đặt các đồ cúng về vị trí ban đầu. Quý vị thân mến, phần đầu chương trình chúng tôi đã trả lời cho câu hỏi có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Ở phần tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một điều nữa cũng liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên. Đó là cách bày mâm cúng lễ trên bàn thờ gia tiên. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi để có thể biết được cách có một mâm cỗ cúng gia tiên đầy đủ nhất để mang lại may mắn cho cả năm. Theo quan niệm dân gian, việc chuẩn bị sắm sửa lễ cúng cho các ngày lễ, Tết, ngày rằm trong năm càng chu đáo sẽ càng mang đến cho gia chủ nhiều may mắn và thuận lợi. Tuy nhiên, sắm sửa lễ cúng như thế nào là đầy đủ thì không phải ai cũng có thể biết. Lễ cúng tổ tiên và các ngày lễ trong năm chính là nghi lễ quan trọng và không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt. Mâm cơm cúng thể hiện tấm lòng của gia chủ đối với tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong dòng họ. Bên cạnh đó, còn gửi gắm những may mắn và hy vọng trong tương lai của những thành viên trong gia đình. Tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình cũng như các tập tính của các vùng miền khác nhau trong cả nước mà mâm lễ cũng có sự khác nhau. Mâm lễ không cần phải quá cầu kỳ nhưng không phải vì vậy mà quá sơ sài và không chú trọng, cũng không cần phải theo một khuôn mẫu nhất định. Các yếu tố cốt lõi ở đây chính là tấm lòng thành của gia chủ đối với bề trên. Đối với mâm lễ cúng tổ tiên, bạn có thể thờ cúng mâm cơm mặn hay chay cũng đều được. Độ phức tạp của mâm cúng cũng tùy thuộc vào tấm lòng của bạn. Không phải mâm cơm cúng lớn mới có thể hiện được sự thành kính của gia chủ, và không phải mâm cơm cúng đơn giản sẽ không bày tỏ được tâm ý. Mâm cơm cúng của gia tiên nên đầy đủ các vị để có được mâm cơm cúng đầy đủ, thể hiện được sự sung túc và xóa bỏ những điều kém may mắn. Cho dù là lễ mặn hay lễ chay hay mâm lễ cúng như thế nào cũng không thể thiếu những lễ vật sau: trái cây, hoa tươi, rượu, nước, cau trầu, trà. Đây là những lễ vật cần thiết và mang ý nghĩa truyền thống của người Việt Nam. Việc thờ cúng là nét đẹp tâm linh của người Việt nên luôn nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo mọi người. Để có thể đem đến những may mắn và thuận lợi cho các thành viên trong gia đình, gia chủ cần thể hiện được tấm lòng thành kính của mình. Để bạn có thể tránh được những cấm kỵ, sau đây sẽ là một số lưu ý khi thắp hương mà bạn không nên bỏ qua. Quý vị hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, khi dâng hương trên bàn thờ, bạn không nên dâng hoa và đồ cúng giả. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thờ cúng và trong gia đình, và dễ gặp tiêu hao tài lộc và may mắn. Do vậy, khi dâng lễ, bạn nên lựa chọn hoa quả tươi để tỏ được lòng thành kính. Thứ hai, trong quá trình dâng hương, bạn nên ăn mặc đúng chuẩn mực. Không nên mặc quần áo ngắn mà nên ăn mặc nghiêm trang, lịch sự, vì đây chính là nghi lễ trang trọng trong mỗi gia đình. Thứ ba, khi thắp hương, bạn nên thể hiện được tấm lòng thành kính của mình.
Như vậy mới được bề trên chứng giám và phù hộ, đem đến nhiều điều may mắn cho gia chủ. Thứ tư, nên thắp nhang là số lẻ để đảm bảo được tính âm dương và hợp phong thủy, từ đó đem đến cho bạn những thành công trong cuộc sống. Thứ năm, gian thờ luôn phải trang nghiêm và yên tĩnh nhất. Quý vị thân mến, phong thủy thắp hương cho tổ tiên không những không bị mai một mà ngày càng đi sâu vào tiềm thức của mỗi người. Do đó, bàn thờ tổ tiên luôn là nơi linh thiêng nhất cho mỗi gia đình nên luôn được vệ sinh thật sạch sẽ. Hy vọng với chương trình ngày hôm nay, bạn có thể có được câu trả lời phù hợp cho câu hỏi có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.